Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 7 tháng 7 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Bính Thìn tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ quý tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang, giờ kỷ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ mậu tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên lao, giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc nguyên vũ, giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc câu trận, giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình, giờ ất mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước, giờ mậu tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ vai ngũ hành ngũ hành niên mệnh sa trung thổ ngày bính thìn tức can sinh chi nghĩa là họa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát vai nạp âm sa trung thổ kỵ tuổi canh tuất nhâm tuất ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục, xung với tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá xỉu và tuyệt tuất. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi mậu tuất, nhâm tuất, nhâm ngọ, nhâm thìn và nhâm tý, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tý, nhâm tý, canh dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức, tốt mọi việc, sao thiên quý, tốt mọi việc, sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao minh tinh, tốt mọi việc, sao yếu in, hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao đại hùng xa, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao tứ thời cô quả, kỵ về cưới hỏi. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam tại thần hướng chính Đông. Và trong ngày này Thiêu Khẩu Minh, hôm nay là ngày thiên tài, tốt nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được mọi người giúp đỡ, mọi việc đều được thuận lợi. Tiếp theo mà các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021 mà các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tý thìn phù trợ cái điều này làm cho vận trình trong ngày hôm nay nhờ vậy mà cũng có được sự sáng sủa thuận lợi hơn không ít bạn tuổi Tý bạn hăng hái trong công việc và nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người nữa với bản mệnh tuổi Tý rất quyết đoán cho nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay. Nhưng cũng chính vì vậy mà với những quyết định của bạn trong ngày hôm nay lại khá hấp tấp. Bạn cũng đừng quên tham khảo ý kiến của những người xung quanh để có cái nhìn tổng quát nhất. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo, có nguy cơ mất tiền hao của. Với bạn tuổi Tý nên thật cẩn trọng trong những quyết định về đầu tư kinh doanh trong ngày hôm nay cơ hội không thể bỏ lỡ nhưng đừng có khiến cho mình trở nên mù quáng mất tiền hao của một cách dễ dàng nhé về tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim vận trình được sáng sủa thuận lợi hơn. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy hãy hăng hái làm việc và nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có sự quyết đoán nhưng sẽ hành động hấp tấp. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ nên tham khảo ý kiến của những người đi trước. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc có nguy cơ mất tiền hao của nên tránh việc đầu tư mù quáng trong ngày hôm nay. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 72, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu là người có tinh thần trách nhiệm cao và một khi bạn đã được phân công nhiệm vụ gì là không bao giờ có thái độ đùn đẩy hay là trốn tránh. Tuy nhiên với bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này lại đang gặp ngày của cục diện ngũ hành thìn Sửu tương phá và đây là nguyên nhân khiến cho tài lộc của bạn trong ngày hôm nay đang có nguy cơ thất thoát nghiêm trọng. Bạn mệnh tuổi Sửu không nên chi tiêu quá hào phóng cho những công việc không thực sự cần thiết. Bên cạnh đó, trong vận tình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn lại không được tốt cho lắm và để đảm bảo cho sức khỏe của mình được tốt hơn với bạn tuổi Sửu, không nên suốt ngày chỉ cắm mặt cắm mày vào máy tính và công việc, đôi khi nghỉ ngơi một lúc đến khi quay lại làm việc mới cảm thấy thực sự hiệu quả bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Sửu không nên xuất hành đi xa, đang có điểm báo hao tài tốn của, thất lý phải luồn cúi đi cửa sau liên quan tới pháp luật nữa. Vài Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy tài lộc có nguy cơ thất thoát nghiêm trọng. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nên chi tiêu có kế hoạch tránh tiêu xài quá tay. Từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, sức khỏe bất ổn, có nhiều dấu hiệu lao lực. Từ vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, nên nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý, thì làm việc trở lại mới có hiệu quả. Và đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 67, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, thứ tư, ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày cốt thực thần chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi dần đang có được những tin vui về tiền bạc. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi dần, bạn có được một ngày thu được những thành quả sau những khoảng thời gian cố gắng rất dài vừa qua. Ngày này, đặc biệt là đối với những ai làm nghề tự do, có thể sẽ phát tài một cách nhanh chóng. Với những quyết định đúng đắn từ trước đó của bạn, sẽ giúp cho bạn nhận được kết quả hiện tại. Bạn mạnh hoàn toàn xứng đáng với những gì mà mình nhận được trong ngày hôm nay. Trái ngược với sự may mắn về tài lộc, thì cái chuyện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này lại không được như ý muốn. Ngày này Mộc khắc với thổ Điều này làm cho mối quan hệ của bạn tuổi dần với nửa kia không quá yên bình Và mỗi khi có vấn đề gì xảy ra Với bạn tuổi dần cần phải bình tĩnh để lắng nghe nửa kia giải thích Chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn ra tán vào một chiều như vậy nhé về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy đón tin vui về tiền bạc thu được thành quả sau thời gian dài nỗ lực từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa đối với những người làm nghề tự do phát tài nhanh chóng từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ thu được kết quả khả quan nhờ tính toán đúng đắn từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc tình cảm đôi lứa trục trặc dễ xảy ra cãi cọ từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nên cho đối phương cơ hội để giải thích và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc, 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn số 18, số 25, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi mão thứ tư ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành mạo thìn tư hại cái điều này làm cho bạn tuổi mão dễ đánh mất đi sự bình tĩnh trong ngày bạn to tiếng với mọi người dù nguyên nhân chẳng có gì là to tát và điều này khiến cho mọi người cảm thấy không dễ chịu khi làm việc chung với bạn nhé lại thêm trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mão đang có sự xuất hiện của thương quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn đang phải trải qua giai đoạn khó khăn trong những quyết định của mình và với bạn tuổi mão bạn nên nhớ rằng có tham vọng là tốt nhưng đừng có bất chấp tất cả theo đuổi tham vọng không hẳn điều tích cực sẽ đến với bạn trong thời điểm này đâu và ngày thứ tư này với bạn tuổi mão bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn khá long đong lận đận. Người đến rồi lại đi khiến cho bạn liên tục cảm thấy cô đơn và hụt hẫng. Thích nghĩ bạn nên dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm và tập trung vào con đường sự nghiệp của mình ở hiện tại thì sẽ tốt hơn. Về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy thiếu đi sự bình tĩnh dễ to tiếng với mọi người. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa thiếu đi sự kiềm chế làm cho công việc chung bị bế tắc. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ gặp khó khăn khi phải đưa ra quyết định. Từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc không nên bất chấp tất cả để theo đuổi tham vọng. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tình duyên long đong lận đận nên tập trung cho sự nghiệp. Và đánh giá của bạn tuổi mạc trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 63, số 65, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất. tờ V tuổi Thìn, thứ tư ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Thìn Thìn tự hình. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Thìn cần phải xem lại cách làm việc của mình. Dường như với bạn tuổi Thìn đang có phần cứng nhắc và bảo thủ khi luôn muốn người khác phải làm theo ý của mình. Và điều này khiến cho bạn khó có thể hợp tác thuận lợi với mọi người trong ngày hôm nay được. Với bạn tuổi thìn, khi làm việc chung, chúng ta cần phải đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, đồng thời cần phải cố gắng điều chỉnh để sao cho hài hòa trong mối quan hệ giữa đồng nghiệp và các đối tác với nhau. Nếu không thể dung hòa tốt mối quan hệ hiện tại, thì rất có thể, con đường thăng tín của bạn về sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là, trong vận trình ngày thứ tư này với bà Tù Thìn, đang có điểm báo gặp họa tiểu nhân do thiên quan gây ra. Với bà Tù Thìn, càng cần phải hành động cẩn trọng và chú ý trong từng lời ăn tiếng nói để tránh những chuyện thị phi từ trên trời rơi xuống. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn cũng đang có điểm báo xuất hành có sự va chạm, cãi cọ, thị phi, nghiệp khó thành, có sự sai sót về giấy tờ, không nên ký kết hợp đồng quan trọng trong ngày hôm nay. Về từ vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa cần phải chấn chỉnh lại thái độ làm việc cứng nhắc và bảo thủ, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ gặp những khó khăn khi hợp tác làm việc với bạn bè, đồng nghiệp, tử vi tuổi mậu Thìn thuộc mệnh Mộc nên đặt lợi ích chung của tập thể lên hàng đầu. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, con đường thăng tiến có thể sẽ gặp phải những khó khăn nếu không dung hòa các mối quan hệ. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, đề phòng họa tiểu nhân, cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói và hành động của mình. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 77, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Tỵ thứ tư ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn tuổi tỵ đang có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay và đặc biệt là đối với những bạn làm trong những lĩnh vực như là kinh doanh buôn bán đầu tư và làm nghề tự do và nếu như bạn đã chăm chỉ trong suốt khoảng thời gian vừa qua, bản mệnh chắc chắn sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng với mình trong ngày hôm nay nhé. Có thể đây sẽ là lúc với bạn tuổi tỵ nên tự thưởng cho bản thân mình bằng một vài món quà có giá trị hay là chuyến du lịch du lịch ngắn ngày để khích lệ bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn. Tuy nhiên bạn cũng nên tránh những vùng dịch ra, đừng có quá khắt khe với chính bản thân mình hay là bạn bè, bạn xứng đáng nhận được những món quà đó nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy với những mối quan hệ xung quanh bạn từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân với bạn tuổi Tỵ đều rất hài hòa và tốt đẹp. Nhưng bạn đừng vì có mãi mê chăm lo cho con cái mà quên dành thời gian cho người bạn đời của mình. Bạn cần phải hâm nóng tình cảm kịp thời để luôn giữ được ngọn lửa tình yêu rực cháy ở trong tim. Ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ xuất hành được thuận lợi, buôn bán có lời, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc tăng tín và bạn đừng quên nên chọn những hướng tốt để xuất hành như là hỷ thần hướng tây nam và tài thần hướng chính đông để tăng thêm sự may mắn cho mình. Vài tử vi tuổi ất tỵ thì thuộc mệnh hỏa có được cơ hội phát tài nhất là đối với những bạn làm nghề tự do kinh doanh buôn bán đầu tư từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ nhận được phần thưởng xứng đáng nhờ sự chăm chỉ trong suốt khoảng thời gian vừa qua từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc có thể tự thưởng cho bản thân mình một món quà để khích lệ chính mình từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim các mối quan hệ xã giao đều được tốt đẹp hài hòa từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, đừng quên hâm nóng tình cảm. Và đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 34, số 44, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi Ngọ thứ tư ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài trợ mệnh cho nên với bạn tuổi Ngọ nhờ vậy mà đón được những tin vui về tiền bạc hôm nay tài lộc với bạn sẽ được dồi dào tiền bạc may mắn và các kế hoạch của bạn sẽ dần thu được kết quả khả quan. Bạn tuổi ngọa cần phải mạnh dạn để thực hiện các mục tiêu đã ấp ủ từ lâu của mình nữa nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy quân đường tình duyên của bạn mệnh cũng đang vô cùng may mắn đào hoa nở rộ với bạn tuổi ngọ cần phải mở rộng lòng mình tình duyên đến thì chớ nên từ chối đó là hạnh phúc không phải ai cũng có được đâu và ngày này đối với các cặp đôi đang có được khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào bên nhau không cần phải nói điều gì nhiều đôi bên nhận thấy có được sự hòa hợp ngay cả trong sự im lặng, tình yêu không đòi hỏi gì nhiều, chỉ là có thể ở bên nhau cũng là đủ rồi. Và ngày này với bạn tứ ngọ là ngày tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Vì vậy, với bạn tuổi ngọ nên sắp xếp công việc sao cho đạt được kết quả tốt nhất. Và bạn cũng đừng quên xuất hành theo những hướng tốt để có được nhiều may mắn. Hướng tốt đó là hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng chính Đông. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tài lộc được hanh thông, nhiều điều may mắn, tiền đổ về túi. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, các kế hoạch về tài chính, đầu tư thu được kết quả khả quan. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nên mạnh dạn thực hiện những điều mà đã ấp ủ bấy lâu. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, tình duyên suôn sẻ, đào hoa nở rộ. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc các cặp đôi có được khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Và đánh giá của bà tuổi ngọa trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 56, số 78, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. từ vi tuổi Mùi, thứ tư ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình sông, Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi rất dễ gây mất lòng người khác. Bạn mệnh tuổi Mùi đang quá tự tin vào khả năng nhìn xa trông rộng của bản thân cho nên khăng khăng làm mọi việc theo ý của mình, chẳng biết tôn trọng ý kiến góp ý của mọi người xung quanh. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có chính quan độ mệnh, cái điều này mang tới cho bạn mệnh tuổi mùi đang có được sự thuận lợi nhất định trên con đường công danh, sự nghiệp. Xong bản mệnh tuổi mùi không biết tận dụng thời cơ cho nên lại tự gây ra những khó khăn cho bản thân khiến cho bạn phải mất nhiều công sức hơn để đạt được điều mình mong muốn ngày này á bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo có những dấu hiệu không được tốt về sức khỏe và thay vì cố sức làm việc không ngừng nghỉ thì bạn nên nghỉ ngơi tránh làm việc quá nhiều gây ảnh hưởng không tốt tới thể lực của mình trong ngày hôm nay với bạn tuổi mùi đang có điểm báo xuất hành có sự va chạm cãi cọ thị phi nghiệp khó thành có sự sai sót về giấy tờ đối với những bạn làm ở văn phòng nên cẩn trọng và không nên ký kết những hợp đồng quan trọng trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim dễ gây mất lòng người khác vì quá tự cao tự đại. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy cần phải tôn trọng ý kiến góp ý của người khác. Từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa có cơ hội phát triển nhưng không biết tận dụng thời cơ. Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ mất nhiều công sức hơn để đạt được mục tiêu. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc tránh làm việc quá sức gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 26 số 35 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Tỵ tuổi Ngọa Từ vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. Cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn tuổi thân nhờ vậy mà gặp được nhiều may mắn. Đôi lứa có được sự khang khít đối với những bạn đang còn độc thân, đào hoa giận lối, làm cho bạn có được cơ hội gặp gỡ được nhiều người khác phái và lựa chọn người thực sự phù hợp với mình. Ngày hôm nay với bạn tuổi thân cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cái điều này cũng sẽ hỗ trợ cho bạn mệnh trong công việc. Dù bạn gặp nhiều vấn đề, đồng loạt nảy sinh ngoài dự kiến nhưng bản mệnh vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh để giải quyết những vấn đề một cách hiệu quả nữa. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi thân, bạn cần phải cố gắng thể hiện năng lực của bản thân mình ngay khi có cơ hội đến. Đừng có ngần ngại nếu như bạn tỏa sáng giữa đám đông, bởi thành công là do chính mình tự tay giành lấy. Không phải ai cũng có được sự may mắn, có được thành công như vậy đâu. Trong ngày này với bạn tuổi thân, cái việc gặp gỡ đối tác, lãnh đạo, quan chức gặp nhiều may mắn, có quý nhân giúp đỡ, mọi việc được êm xuôi, không cần phải lo lắng nhiều vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy tình cảm được suôn sẻ đôi lứa khang khít tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa đối với những bạn đang còn độc thân đào hoa giận lối có nhiều cơ hội gặp gỡ được người khác phái tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ công việc được nhiều nhiều sự hỗ trợ đắc lực từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc giải quyết các vấn đề bất ngờ nhờ có sự bình tĩnh và khiếu léo từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim cố gắng thể hiện năng lực của mình ngay khi có cơ hội đến vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm năm sao, con số may mắn, số 14, số 71, giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi dậu thứ tư ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có ngô hành nhị hợp phù trợ. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Dậu đón nhận những tia hy vọng mới trong việc hợp tác làm ăn. Quý nhân dẫn đường trị lối giúp cho bạn tuổi Dậu gặp được đúng người, đúng thời điểm và nói được những việc cần nói. Và với bạn tuổi Dậu khi đã có được người cùng chí hướng với mình thì có lẽ mọi gánh nặng cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. bản mệnh cảm thấy những thành công bước đầu chính là dấu hiệu cho thấy bản thân đang đi đúng đường, đúng hướng và càng thêm tự tin hơn nữa vào tương lai của mình. Ngày này với bạn tuổi Dậu, khả năng thăng tín trong ngày hôm nay của bạn mệnh khá cao. Bạn tuổi Dậu cần phải tập trung vào thứ mình giỏi nhất để chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, giành lấy cơ hội hiếm có trong sự nghiệp thăng hoa cho mình. Trong ngày thứ tư này với bản tuổi Dậu, cái việc xuất hành được thuận lợi, có quy nhân phù trợ, mọi việc được thông suốt, thi cử, ký kết hợp đồng được lợi thế hơn người. Tuy nhiên, bạn cũng nên chọn những hướng tốt để xuất hành như là hỷ thần, hướng Tây Nam và tài thần, hướng chính đông để tăng thêm sự may mắn cho mình. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, việc hợp tác làm ăn được suôn sẻ, thu được kết quả khả quan. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, có được quý nhân dẫn đường, trị lối, làm được việc mình muốn làm. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, gánh nặng được rút bỏ khi tìm được người chung chí hướng. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc. Thành công bước đầu, chứng tỏ bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim có khả năng thăng tín nếu như bạn chứng minh được năng lực với cấp trên. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 36, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất, thứ tư ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất xỉu mùi. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất dễ cảm thấy căng thẳng và nóng nảy khi làm bất cứ việc gì. Bạn mệnh có nhiều suy nghĩ tiêu cực, cho nên có những hành động thiếu đi sự kiểm soát, gây rắc rối cho chính bản thân mình nữa lại thêm trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tuất đang gặp ngày có thiên quan gây họa cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo họa tiểu nhân quấy phá làm cho bạn gặp những khó khăn nhất định vì thế với bạn tuổi tuất cần phải tránh thái độ làm việc chạy mãng bộ dở dựa chừng bản mệnh thiếu đi sự thận trọng cho nên dễ để cho kẻ xấu có cơ hội lợi dụng hãm hại mình lúc nào chẳng hay trong ngày thứ tư này với bạn tuổi tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này cho thấy vấn đề sức khỏe là điều bản mệnh không thể chủ quan. Bạn thường xuyên làm việc quá sức, lại không ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lý. Với những dấu hiệu lao lực chính là lời kháng nghị của cơ thể, nhưng với bạn lại luôn lựa chọn bỏ qua. Vì vậy với bạn tuổi Tuất cần phải chú ý quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Và ngày này với bạn tuổi Tuất sự mong cầu về tài lộc không tốt không nên xuất hành đi xa, có sự hư hại, không nên khởi tạo, cưới hỏi và khai trương hay là ký kết hợp đồng quan trọng nhé. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tránh sự căng thẳng, nóng nảy khi làm việc. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ suy nghĩ tiêu cực dẫn đến những hành động thiếu đi sự kiểm soát. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc tránh thái độ làm việc chạy mãng, bộ dở dở chừng. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim có thể bị kẻ xấu lợi dụng nếu như tiếp tục chủ quan từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy cần phải xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học hơn và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 23 số 73 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cá tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày mùng 7 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có tỷ kim trợ lực cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi hợi có thêm sự quyết đoán, dứt khoát, không để cho mình phải hối hận vì đã để lỡ cơ hội hiếm có khi đứng trước các quyết định quan trọng trong công việc ngày hôm nay. Với bạn tuổi hợi, bạn có chính kiến riêng của mình, biết điều mình muốn là gì và không ngừng cố gắng để giành được mục tiêu đã đưa ra. Và điều này sẽ giúp cho bạn đạt được nhiều bước thăng tiến hơn trong tương lai sự nghiệp của mình. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cái điều này gây ra những tác động xấu lên mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Một người nồng nhiệt thì trong khi người kia lại thở ơ, lạnh nhạt, tình cảm cần phải có sự vun viến từ hai phía thì mới bền vững được, bạn cũng chẳng biết phải làm sao với tình huống như thế này nữa. Vai từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa có thêm quyết đoán dứt khoát khi làm việc từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ không bỏ lỡ cơ hội quý giá để sau này phải hối tiếc từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc có chính kiến riêng và hiểu rõ được mục tiêu của mình từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim có thể sẽ đạt được những bức tín thuận lợi cho sự nghiệp từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy tình cảm có sự lạnh nhạt rạn nứt do thiếu đi sự vun vén từ cả hai phía và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 28 số 76 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mão tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày Xin chào và hẹn gặp lại